Điều cần biết cho phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19. Mang bầu có tiêm được vaccine COVID-19 là thắc mắc chung của rất nhiều mẹ bầu. Sau đây là những điều mà mẹ bầu cần lưu ý trước khi quyết định tiêm nhé. 1. Phụ nữ trước và trong thai kỳ nên tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định số 3802 về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế xác định các trường hợp phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng khi tiêm vaccine, trong đó có phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần sẽ được hoãn tiêm vaccine phòng COVID-19. 2. Tiêm phòng vaccine tạo ra các kháng thể có thể bảo vệ thai nhi. Khi người mang thai được tiêm vaccine truyền tin RNA trong thời kỳ mang thai, cơ thể của họ sẽ tạo ra kháng thể chống lại COVID-19, tương tự như những người không mang thai. Các kháng thể được tạo ra sau khi một người mang thai được tiêm vaccine được tìm thấy trong máu dây rốn. Điều này có nghĩa là tiêm chủng COVID-19 trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại COVID-19. 3. Phụ nữ mang thai sốt sau tiêm vaccine COVID-19. Nếu bị sốt sau khi tiêm vaccine, có thể dùng Acetaminophen để hạ sốt để giảm các ảnh hưởng bất lợi của sốt trong thời gian thai nghén. Tất nhiên, trong quá trình sử dụng thuốc, cần được bác sĩ thăm khám, chỉ định và kê đơn. Khi uống thuốc cần chú ý theo dõi, nếu có triệu chứng hoặc chuyển biến xấu, cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và xử lý kịp thời. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.